Tối nay rảnh rảnh xét ra mấy cái sản phẩm về cái hoa đu đủ đực mang lên bàn quay này cho cả nhà coi. Ở đây thì cái cây đu đủ đực thì em sử dụng cả hoa và lá của nó. Cái hoa thì nó sẽ có cái hoa sấy khô là một dạng này. Hoa sấy khô thì nó là cái bịch này đây, đây là cái bịch hoa sấy khô ấy. Sấy khô thì mình về mình hãm nước mình uống, đơn giản nhất là mình cho cái vào cái ấm trà hoặc là vào cốc nước cho mình uống, là sau đó mình đổ nước phích khoảng nước vừa đun sôi là rồi cả nhà sử dụng. Đây là ngoài ra thì cái hoa tươi thì em sẽ dụng để em ăn. Những cái hũ mà gửi đi thì nó đều được khoảng tầm gần 1 tháng rồi, mình về mình sử dụng luôn được. Đó là hai cái hũ này này, hai cái hũ này, hũ 500 ml, hũ này hũ 500 ml, còn hũ này hũ 1 lít, hũ bình thủy tinh ấy. Hoa đu đủ đực ngâm mấy mật ong, này mình về mình sử dụng được luôn vì em ngắm rồi. Và nếu mà mới ngâm thì phải chờ khoảng gần 1 tháng mới sử dụng được. Mà trên cái bàn xoay này đây là hai cái loại trà túi lọc. Cái này là đu đủ đực xạ đen này, thì nó sẽ gồm có là hoa và lá đu đủ đực, thân và lá cây xạ đen. Hai cái thành phần đó là em nghiền ra rồi cho vào túi lọc. Đây cái cốc trà đã em pha rồi uống. Mỗi một 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 cốc như thế này thì là mình sẽ cho vào một đến hai túi lọc, cho nước kích khoảng nước đun sôi vào, hãm trong khoảng tầm 3 phút là lấy ra sử dụng được. Nó tiện lợi này thì nó tiện. Còn thành phần thì có hai cái loại đó và thêm một cái loại trà nữa, là nó có thêm một cái thành phần nữa là cái cây trinh nữ hoàng cung. Thì mình ba loại là đu đủ đực, trinh nữ hoàng cung và xạ đen, đó là cái vị trà đó. À, và đấy là có ba 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 thành phần đó. Thì cái công dụng của cái gói hai cái loại trà này là nó sẽ hỗ trợ u xơ u nang và hỗ trợ tiểu đường, đó là những cái công dụng chính của nó là như vậy. Thế còn đối với cái hoa đu đủ đực tươi mà ngâm với mật ong này, là hai cái hũ này đây, hai hũ này, thì cái công dụng chính của nó là nó cũng hỗ trợ về u nang u xơ và hỗ trợ về viêm đường hô hấp trên, như là ho lại liên quan đến hỗ trợ về viêm đường hô hấp trên, viêm họng, viêm phế quản, ho ho do viêm họng, ho do viêm phế quản. Thì các bạn sử dụng cái đu đủ đực tươi ngâm với mật ong này. À, và một cái nữa là hỗ trợ về cái đường tiêu hóa, hỗ trợ về đường tiêu hóa. Thế còn cái hoa khô kia thì cái công dụng chính của nó cũng là hỗ trợ về u nang u xơ, ngoài ra thì nó hỗ trợ về tiểu đường nữa. Thì là tùy mỗi người nó có những cái vấn đề chính là cái vấn đề nào thì mình sẽ ưu tiên mình sử dụng cái sản phẩm đó thì nó sẽ mang lại những cái hiệu hiệu quả cao nhất. Các cái sản phẩm này thì em đều có ở trong trang sản phẩm của em, các bác nhấp vào trang cá nhân của em sẽ thấy. Các bác có nhu cầu thì nếu mua ủng hộ thì em xin cảm ơn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.